Thưa quý vị, tối qua mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến hai cây xà cừ cổ thụ trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp bị gãy nhánh, ngã đè lên nhà dân và chắn ngang đường, gây chập điện toàn khu vực lân cận. Rất may là sự cố không gây thiệt hại về người. Hai cây xà cừ đối diện nhau trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, nằm cách ngã tư Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ khoảng 200m, bất ngờ gãy nhánh do mưa dòng lớn. Một nhánh cây đường kính khoảng nửa mét, dài 10m, bề ngang tầm 5m đã ngã ngang xuống đường, vướng vào đường dây điện trung thế bên cạnh, gây chập và mất điện toàn bộ khu vực từ ngã tư Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ kéo dài đến ngã tư cây trầm, quận Gò Vấp. Cùng lúc đó thì một cây xà cừ đối diện bên cạnh cũng gãy nhánh, đè sập lên nhà dân lân cận, gây hư hỏng nặng. Vào thời điểm này trời mưa to kèm theo gió giật nên ít người lưu thông trên đường, nên khi cây ngã không gây thương vong về người. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.